xong chưa ngài tiến sĩ? Cũng sắp hoàn thành rồi. Nhưng tôi muốn biết người yêu tôi hiện giờ như thế nào. Tại sao các cô đã bao nơi người cô ấy? Vì sao thì ông làm nhanh lên. Nếu muốn cứu mạng người yêu ông thì ông chỉ còn đúng 7 phút. Được rồi. Hết 5 phút rồi đấy, ông nhanh lên. Là xong rồi đây. Xong rồi đây. Khẩu súng này khi sử dụng nó cùng một lúc cả ba đầu nòng súng đều bắn ra đạn. Sức mạnh của nó gấp nhiều lần những khẩu súng bình thường. Như vậy cô đã hài lòng chưa? Mày thử nó đi. Vâng. Dạ thưa chị, đây đúng là một khẩu súng tốt. Tôi đã làm cho cô rồi đấy. Bây giờ cô thả tôi và người yêu tôi ra. Chưa xong đâu. Đợi tôi làm nốt việc của tôi, rồi tôi sẽ thả các người ra. Cô còn muốn làm gì nữa? Cô định nuốt lời sao? Bây giờ tôi sẽ cho ông gặp người yêu ông. Mày dẫn ông ra đi. Vâng. Đi. Bọn em đã nốt ông ta rồi. Bây giờ hai thằng mày cầm khẩu súng này đi, rồi mang xác con Cherry về đây cho tao. Vâng ạ. Đi. Cái gì mấy hôm nay đã làm gì? Bởi mình không liên lạc được với cậu ấy. Let's go.
Thì ra chúng mày bắt cóc Candy. Mình phải đi cứu Candy thôi. Giết rồi chị ạ. Lũ vô tích sự. Ta đã chuẩn bị cho chúng mày kỹ như vậy mà vẫn không giết được nó à? Thế xin lỗi. Nhưng mà là sao em nhất định sẽ giết được nó? Thôi, mày ra ngoài đi. Chuyện này là như thế nào? Candy, tôi xin lỗi, nhưng tôi bị ép làm như vậy. Mày cũng biết nghe lời đấy. Cái gì cô nói tôi làm, tôi đã đều làm rồi. Cô ấy thả anh ấy ra. Chưa xong đâu, vẫn còn một việc mà cô phải làm. Cô cũng muốn tôi làm gì nữa? Làm gì à? Dừng tay! Cô định làm gì? Cherry, cứu anh! Mày, hãy giết bạn mày đi! Cherry!
Nhanh lên, mày còn chờ gì nữa? Làm đi, chạy đi, cứu anh. Tôi xin lỗi. Được chưa? Mày làm tốt đấy. Bây giờ cô giữ đúng lời đó của mình đi. Hãy thả anh ấy ra. Được, tao sẽ thả nó ra. Nhưng mày phải ở lại đây. Cô có muốn gì ở tôi nữa? Muốn gì thì lát nữa mày sẽ biết. Được thôi, tôi đồng ý. Thả nó ra. Vâng. Sao lại giết Kenny? Em không có cách nào khác, em phải cứu anh. Thôi, anh đi đi. Không được, em phải đi cùng anh. Anh không phải lo cho em đâu, đi đi. Mau đi đi. Trời ơi, hãy cẩn thận. Đi đi. Mày đã chọn tình yêu mà bỏ đi tình đồng đội của mày à? Cô đã sai lầm rồi. Tôi không hề bỏ một thứ gì hết. Mày theo. Giết chúng mày. Cho tớ và cậu và cả người yêu cậu nữa. Tớ có cách này. Cậu hãy đưa cô ta về trước đi.
tớ muốn đợi ở đây một chút. Thôi được rồi, để bây giờ tớ đưa cô ta về trước. Đi! Tôi có nhiệm vụ cho cô đây. Đi tiêu diệt cô gái này cho tôi. Được. Hãy dẫn tôi đến chỗ cô ấy. Mày. Cô ta ở đây. Nhiệm vụ của tôi đến đây là hết rồi. Tạm biệt cô. Có cảm giác quen thuộc với mình như vậy. Hình như... Mày đã dắt nó đến nơi chưa? Em đã dắt nó tới nơi rồi. Chúng ta sắp có kịch hay để xem rồi đấy. Bọn nó sẽ tự tàn sát lẫn nhau. Chúng mày tại sao mày ngạc nhiên lắm phải không?
Vậy thì tiêu diệt nó cho tao. Tôi sẽ được gì trong vụ này? Mày cứ yên tâm, nếu thành công, ta sẽ không để mày thiệt đâu. Được. Ở đây có rất nhiều vũ khí, mày hãy đi chọn một khẩu mày thích đi. Tôi chỉ cần cái này là đủ rồi. Nếu vậy thì mày hãy mau đi đi. Thằng sát thủ này liệu làm việc không đấy? Đại ca cứ yên tâm, thằng này nổi tiếng trong khu này rồi. Để thanh toán bọn mày. Ai đã thuê mày làm chuyện này? Đằng nào chúng mày phải chết. Tao sẽ cho chúng mày biết. Đó là ông trùm của Alibaba. Đại ca, nó về rồi. Tình hình thế nào rồi? Một đứa đã bị trúng độc, nó sẽ không qua nổi đêm nay đâu. Vậy đứa còn lại thì sao? Một mình nó sẽ không làm được gì đâu. Các ông, hãy cho người đến giải quyết nốt đi. Tin là nó đã chết. Mày đi thám tình hình đi. Đưa người của ta đi kiểm tra đã, người ta sẽ trả thù lao cho mày.
em đi, tớ tính lại rồi. Tớ đã hôn mê bao lâu rồi? Cậu đã hôn mê nửa ngày rồi. Bọn Alibaba này chắc chắn chúng nó sẽ không quay lại. Bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Bây giờ chúng ta phải tương kế tự kế thôi. Bằng cách nào? Giả chết. Là một đứa đã chết rồi đại ca ạ. Chắc chắn chứ, mày có tận mắt nhìn thấy không? Em đã nhìn thấy một đứa đã chết và đứa còn lại đang khóc lóc với vẻ mặt đau buồn. Tốt lắm. Đây là thù lao của mày. Cảm ơn ông, xong việc rồi, tôi đi đây. Huy động người, tôi đi thôi. Im mồm không tao bán. Mày vẫn chưa chết à? Mày tưởng tao chết dễ dàng như thế à?